con được hai cầu chưa? Mới sang tổ này em ạ. Chả thấy có sự khác biệt gì. Đèn tốt lắm đấy nhỉ. Đây đây giờ chỉ có tổ rồi thấy chưa? Không. Chả khác à, đây con đèn đây à. Thế con đèn ở bên bên kia là đường mới thằng nào nó không mạnh lắm nên bọn nó ra ít. Đồng thế gì lắm ong đen à, ong được cả bố. Nhưng mà nuôi lắm ong được làm gì? Nó đốt. Ở đây là một con ong khi mà đã tấn công người thì nó sẽ phải chết luôn. Bởi vì là nó chỉ được sử dụng cái quyền đốt người duy nhất này thôi. Nhưng mà khi mình mở này ra mà một thứ nhất là một chú mà đã đốt rồi ấy thì cái các con ong khác nó sẽ thì chú mà đốt người đấy sẽ tiết ra một cái chất cái mùi gì đó khiến các chú ong khác cũng sẽ biết được và báo hiệu rằng là có nguy hiểm mà một chú đã hy sinh rồi. Vì thế mà rất dễ khi mà một chú ong đã đốt thì những con ong khác nó sẽ sẵn sàng quyết chiến. Đây cũng có rất nhiều chú ong hy sinh khi bị bẹp, bị nắp nó đè bẹp đây. Thật là khổ thân các chú ấy. Đấy. Nên là khi bố em mở cái nắp ấy ra mà nó đốt rồi thì phải vào một áo thì mới có thể xem tiếp được. Chứ không thì nó đang đà tấn công thì mình mà cứ cố mở tiếp nó sẽ tấn công tiếp cả bầy. Khi đó thì chạy không kịp. Mà mình vội vàng thì mình vội vàng đặt xuống ấy, thì các cái cầu ong hoặc cái tổ ong khác hoặc những chú ong khác sẽ bị hy sinh một cách vô nghĩa. Nên là thôi, bị đốt một lần thì mình không nên cố, không nên mở tiếp rồi đóng vào. Đấy, và phải vào mặc áo để bảo hộ. Đấy, các chú đang kiểm tra đấy. Rất là đáng sợ, em cũng phải đi lùi ra tí. Không, chú ấy mà giết người. Đàn ong này mạnh lắm. Nhưng mà không mạnh bằng các đàn kia. Cái đàn bên kia thì mạnh hơn cả 2-3 đàn. Ở mỗi một khu thì có vài đàn rất là mạnh. Các chú này đang đi tuần tra đây. Thưa quý vị và các bạn, cái nhà ong này thì vô cùng đông đúc. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi trực tiếp vào nhà nên là nóng lắm. Các chú này ra khắp nơi. Mặc dù là nóng nhưng mà cũng chẳng bu ra chỗ khác ngoài cái chiếc cửa tổ này. Mặc dù bên đây này, bên đây nó râm mát hẳn đi mà các chú ấy không bu. Vẫn bu ở trước cửa tổ.
quạt mát vào trong đấy. Những chú ở dưới thì không có quạt đâu, cánh không vỗ. Nhưng mà các chú ở trên đây này, các chú ấy ở ngay trước cửa ấy, các chú ấy vỗ cánh liên tục. Tổ gió vào trong cũng mát đấy. Kính thấp dưới này, đây là cái chản gỗ này, chú dưới đây là một mấy tầng, 1, 2, 3, các chú thì cứ bu nhau bám đuôi nhau vào đây để thành một cụm á. Đấy, nhưng mà các chú ở dưới này thì cánh không quạt đâu, thì các chú ở trên đây này, ở trên đấy là quạt, là tổ cũng mát mát. Nhưng mà sang rìa bên đây thì các chú này không có cánh không quạt, im re. Trước cửa tổ này quạt liên tục. Là đàn này nó mạnh, mạnh quân lắm. Còn đàn bên cạnh thì ít. Có rất nhiều tổ nhưng mà chỉ có vài tổ quân mạnh thế này thôi. Xem cái chú này quạt vo ve. Mà các chú này cũng bám giỏi thật. Ở dưới đây, riêng ở đây còn bao nhiêu tầng mà vẫn bám nối đuôi nhau được. Không biết cái chú ở trên đầu ấy, chú có thể kéo được bao nhiêu chú ở dưới nữa. Sợ thật. Để xem dưới đến đây là có bao nhiêu. Rất là nhiều nha. Không đáng mạnh mà vượt qua chúng này là chết. Mày phải đòi ra. Chó nghỉ thôi rồi. Nên nghịt. Dù cũng có vài chú bay ra bay vào cánh ra cánh vệ đấy. Quạt mát liên tục cho tổ. Bên trong tổ thì vẫn mát. Kỷ luật nhà ong này cũng hay. Đây là một nhà ong khác. Nhà ong này thì đơn giản lắm. Đấy, các chú em bay ra này. Đậu không đúng là mỗi nhà mỗi hoa mỗi kiểu. Xung quanh đây có con thiên địch đây này, nó mò mò đấy. Cái con thiên địch đây. Chỗ này thì các chú ấy bay ra ở bên ngoài tổ, bay ra rìa rất nhiều, đỡ hơn cái hướng ánh nắng mặt trời không bị rọi vào, bu ra cũng ít. Nên là cũng bớt nóng, nhưng các chú ở trước cửa bao giờ cái cánh ấy vẫn phải quạt liên tục. Sang nhà chú này. Nhà chú này thì các chú ở chỗ này thì mát mẻ hơn. Nhưng mà nhìn ngoài mát thôi ấy, thế nhưng mà bên trong tủ vẫn kín mít. Nóng phết đấy. Nhưng mà các chú ở trước cửa tủ cánh vẫn quạt liên tục này. Nhưng các chú ở trên đây thì không có phải quạt đâu. Mùi mật ong quá thơm luôn ấy. Mình phải ngồi tránh ra cho các chú ấy bay về, không lại tai nạn. Hiện nay là tai nạn máy bay rất là nhiều rồi. Ở Cuba đang có cái máy bay bị rơi ấy. Đấy là tai nạn máy bay. Thì ở đây những chú ong bay này thì đụng mình thì cũng tai nạn chết. Các chú ở trước tổ này cánh luôn quạt. Thứ nhất là để sẵn sàng chiến đấu đấy. Những chú này luôn là trong ca trực của chú ấy. Thứ hai là làm cái cánh chú quạt thì bên trong cũng mát hơn nhiều đấy. Nhà chú này thì mát mẻ hơn.
Trên đây các chú ong này thì không biết đang làm gì. Ra tránh nóng chăng? Đông thật. Nhà này phải mấy cầu ong ấy. Mật ong quá thơm. Nhưng mà hàng xóm của nhà chú ong này ấy, rất là yên ắng cực kỳ luôn. Trời ơi, có vài chú ong cảnh vệ thế này thôi. Đây, à đây, nhà chú này còn có cái cửa bay đường đây nữa. Đấy, thấy có người là các chú ấy đang bay ra. Con này ít lắm, bay ra bay vào đường này cũng ít này. Don't stop.